ôi khiêm chui mà nếu ba mình lại thì đây nếu mình lấy vậy ông con sợ nên mong không mà chui nhôm mình ấy tê mình côn mình say tê mình nước trong đi đa thôi tập bốn đã mong nhưng chỉ ngao lửng mùi trong vinh đang á sợ tập đam sờ tặng á tay mày thẹn mao mình mày sờ phong anh ấy đam cái bà nhau cái ai anh nó bị đau nơi từ lưỡi kia tê chắc sờ mao tít bị bạ mà mong đam mua mà đam mua thật đôi chuyện mình nghe phơi đi vậy vậy sao hai snap đôi snap của mình đôi cái cáp mong à chia sẻ bong bong mình khi à cái bánh nè mà cặp đam chơi cho mà đào mấy bong vậy thao mấy mình miền khơi a cái bánh nàng cặp đập mày bảy cái nhung chân mà mày để chơi cho quái ai cho cái nhung không mày 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 cho quần anh không mày chẳng rải một đằng anh cái bánh nàng chẳng rải phần bất cát để anh ơi ai cũng chưa hỏi cầm to mót giờ về chưa cho tụi quát bạc mọi chỗ ôi cạch mẹ bông đi đám chơi cái nhung đám phần bằng ai nè cao với ai nhưng sao mình ăn cái bánh nè mà cao cho phần bằng ai sao cho phần bằng ai vậy nhung sao mày khóc tiếp cho cả chân nó khơi nè bông sọc chật thọc hơi tại bàn ồn tại nhung thời ca mà được thọc đôi lỗ ai nhỉ tại khi nhung thời ca mà được thọc đôi bằng ai hệ thời ca anh thử ấy bỏ được khi nhung vui chứ ai mấy bông nhung thời ca bằng ai xong đám cái nhung vui nhọ nè bóng miên lươi bóng miên tại nôm sửa SB tọc tọc bà chọn nhằm nôm chẳng anh trời nhằm nôm sùi SB tóc tóc miền bay rù chiên nạ miền ôi cục lại nha lặng xa anh nè cho mà đây đứ ọt nôm xí là hề ọt nôm xí mình cả cặp đầm cà kì hãy mà nói cho ọt xí nôm nang nhằm chết chết á chẳng anh mất kia anh nha bà bị kêu thấy nó bong cò đắng sài tía nhỉ à đi bà cài như vậy á xóm thai xuân mọc vía xóm để lôi à đại cường phương muốn đi tao anh chứ đó xóm thai anh họ thơ cốt họ thơ cốt à bớt mót kia họ đó nó mình phơm chẳng tới họ này nhăm nôm đai mót nó mà thơ phơm chẳng hả họ cốt họ ấy nắng ôi ôn ô bớt mót à rom xinh à nhăm nôm tới đây khi này nè à rom xinh bọn nhăm ấy à lỡ xù mà đóng tiệt nhăm mót ôi ọt nhăm tê mình tha pe bớt mót à rom xinh pe nhăm nôm à rom xinh nhé chả mớ nhăm nhăm lép 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 Ừ, mắm kêu. Mày nhôm ấy. Lê bà. Sao không mọt mắt cả bàn này. Nhặt nó hay ha mọt. Ha mọt. Này mà thức bơm thơ ấy sẵn xa khuôn anh ấy nè. Mày nè là tây ấy nè. À sẵn xa khuôn anh nâng bàn cơ bơm á. Bà nè đó tây mày cơ bơm. Bà rầm thầm mấy. Ờ, hiện để chung tiết trong một phiêng tiết mến. Ờ, tê, mà cái phiêng mánh chư hay mùi tiết áo này đã chua món ông rất là chư lỡ đàm. Rùa, vì cho ào mọt sẵn xa khuôn anh. Alo ông nôm bong nhà mày. Mày đang thả này ôn á mày nó mình cần nật đấy nè. Môn mèo nè. Mạo nè lụa chạp hồi. Ôn chai dân nôm mặt hiếm tốc á. Đang bảy cho dân nhằm nôm. Ôi nôm xui SB tốc tốc. Công sở rí tay mặt đông. À ní cực chọc dạ. Hay à ní. Ô miền trà rù chiết đấy nè. Miền bay rù chiết đấy. Công sở rí tay mặt đông. Bài thời cho nám á. Bà là tập hợp bắt á. Cứ thở tại miền logo SB chị ạ. Sao khám á nè lừa cực chọc nôm. Ô ní bông khơi ta nì SB ạ. Logo nó lực ở chọc tay mà đòn. Tỏ lỡ dừng nhé mấy. Nhanh tỏ. Ừ mà. Anh cứ thân đi mà. Ông sân à. Dừng nhé mà tụi môn sân cả ba này. À thông chăm dừng nhằm nồng tông tí nè. Nồng tông chăng á. Bông triêm ao phliêng ao ấy mau. Ai kì. Ao phliêng nâng dừng mà bó tông bó ấy. Vì mà nả xa phliêng lời phân nồng. Chăng dừng triêm ao phliêng tệ chăng á nè. Ôi nó chứ chất ao phliêng hả? Con chất đau mệt. Ô này chứ chất lên tật ngon tăng ạ. Ngon xong nha mà rút chết mít tiết. Wow. Anh ấy kể heo tha ở rút chết BBQ. Wow, ôn chả nắng ạ. Anh ấy rút chết tâm cỏ hòm. Ừ, xem mít tiết. Ừ, vậy chăng, ôn anh mên nông SB tràn chăng.
ចោអូនអញម៉ាក់អូនអញគាត់បោះដុំមកពីណាម៉ាក់អូនណែលក់ចាប់ព្រួយគាត់ទិញដុំមកយកមកលក់បន្តនេះតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះអូអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចង់លក់ចាប់គួយអីគាត់ចង់បោះដុំបន្តយកមកលក់អញ្ចឹងណាគាត់អាចតាក់តងបានតាមលេខ Telegram ខាងក្រោមនឹងត្រូវទេអូកប់សេរីតែម្ដងអូយអូនអញជួយចិត្តដូចចិត្តនឹងដែរហ៎អុយមិនរោភ្លៀងឯនេះចូលតង់អីមានបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំនំស្រួយតុកតុកហើយឥឡូវនេះគឺថានំស្រួយតុកតុកគឺថាធានាថាឆ្ងាញ់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់លក់ចាប់ហួយគឺគាត់លក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើព្រោះអីនំស្រួយតុកតុកគឺល្បីខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់នំស្រួយតុកតុកគឺមាន3រសជាតិសម្រាប់កញ្ចប់ពណ៌លឿងគឺរសជាតិខ្ទឹមក្រហមហើយសម្រាប់កញ្ចប់ពណ៌ក្រហមគឺរសជាតិ BBQ និងកញ្ចប់ពណ៌ខៀវមានរសជាតិខ្ទឹមក្រហមហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំនំឆ្ងាញ់ត្រូវតែញ៉ាំនំ SB តុកតុកផលិតផលប៉ັດគឺត្រូវតែមាន logo SB ជាភាសាខ្មែរនៅលើកញ្ចប់នំ SB តុកតុកស្រួយឆ្ងាញ់ញ៉ាំជក់មាត់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ទៅអ្នកតំណងលោកដុំបន្តបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទឬមួយក៏លេខ Telegram នៅខាងក្រោម